mấy cái thắng mà chuyến cái ca thì hãng mắm BRT trước 4 lỗ, 6, 5 lỗ gắn không như zin thì nhảy vô đây nha. Đây, thì hôm nay mình quay cho anh em tham khảo nha. Một cái tin vui đến cho anh em Exciter 150 hoặc 155. Thì lần này bên BRT người ta làm mắm gắn như zin nha anh em. Trước 4 lỗ, 6, 5 lỗ gắn như zin cho Exciter 150 hoặc 155. Cái phía đằng sau đó anh em thấy không? Bên phần dĩa thắng á, nó cao hơn so với mặt dĩa là cái bảng này gắn như zin nha. Thì mình cũng là một cái đại lý nhỏ của BRT thôi, mình cũng có góp ý. Thì hôm nay bên BRT có ra cái dòng mắm này nha, bảng 1.6.6 gắn như zin cho Exciter 150 hoặc 155. Sang bậc đàn ông chỉ bắn trước bắn sau, cục cánh cũng vậy nha, là lắp đặt hoàn toàn như zin thôi. Về chất lượng mắm này thì anh em không cần phải bàn tới nha, mắm này rất là nặng và chắc luôn, rất là nhiều anh em đã trải nghiệm rồi. Còn những cái thánh nào mà kiểu như là chuyên cà khịa và sói mói anh em thì nhảy vào đấy nha. Ngày mai mình sẽ có anh em gắn lên thì mình sẽ quay clip cho anh em tham khảo nha. Và đảm bảo là gắn mâm này như zin, không chê cháo. Bảng 1.6.6 có thêm một bảng 1.6.85 luôn.